TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô Nguyễn Văn Khanh. Hôm nay là ngày thứ 3, 14 tới tháng 2 năm 2023. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Người Việt TV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Câu chuyện ở Washington ngày hôm nay không có điều gì đáng chú ý cả. Thành ra là tôi không biết là phải thưa với lại quý vị khán thính giả là cái tình hình của thủ đô như thế nào. Tôi thấy mọi chuyện đều êm ắng, và đồng thời là thời tiết thì là cũng rất là đẹp. Thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, tôi nghĩ rằng là thời tiết như vậy không có dám nói là mặt trận miền Đông vẫn còn yên tĩnh, nhưng mà ít ra yên tĩnh được lúc nào thì hay lúc đấy. Tôi thấy là ông Tổng trưởng Quốc phòng là ông Lloyd Austin hiện tại bây giờ, ông đang ở bên Âu Châu, và ông cách đây được chừng 2 tiếng đồng hồ có lên tiếng kêu gọi tất cả mọi người, quốc gia hãy hỗ trợ thêm cho Ukraine. Tôi nghĩ rằng là ông đi với cái chuyến đi kỳ này mục đích là để gặp gỡ với lại các vị đồng nhiệm ở NATO, và điểm thứ nhì là có lẽ là quan trọng hơn nữa là kêu gọi sự ủng hộ dành cho Ukraine trong những ngày sắp đến. Chúng ta cũng đừng quên rằng là chúng ta chỉ còn được chừng một chục ngày nữa là sẽ bước vào hết năm đầu tiên của cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, và chúng ta bước vào năm thứ hai. Không rõ là cái tình hình năm thứ hai nó sẽ như thế nào, nhưng mà thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, người ta nói rằng là mọi hy vọng thì đều có thể mọi hy vọng cho hòa bình có thể sẽ diễn ra, nhưng mà ngay giờ phút này thì chúng ta chưa nhìn thấy ánh sáng hòa bình leo lói ở cuối đường hầm. Đó là những gì mà tôi có thể ghi nhận được để gửi đến quý vị khán thính giả trước khi chúng tôi xin phép được trở lại studio ở California với anh bạn Đỗ Dũng. Xin mời anh Đỗ Dũng. Làm gì có đường hầm mà có ánh sáng. Sáng hôm nay bây giờ người ta không có để ý ba cái chuyện ông loi liếc gì ở chỗ này hết á. Dẹp hết. Sáng nay người ta để ý hai người phụ nữ ở nước Mỹ. Người phụ nữ thứ nhất là bà Nikki Haley, dám hỗn láo, tuyên bố tranh cử thách thức ông boss cũ của mình, không? Chúng ta sẽ nói chuyện ra sau. Người thứ hai là gọi là gì, khủng long Đen Phanh Xanh, tuyên bố là không tái ứng cử năm 2024. Chuyện này bên California chúng tôi, anh không được xía vô, ok. Bà là thượng nghị sĩ về lớn tuổi nhất và lâu năm nhất của thượng viện. Bây giờ bà dọn đường cho tầng lớp trẻ đi lên, có thể là ông Adam Schiff hoặc là bà Katie Porter, vùng chúng tôi bà là trẻ lắm. Đại khái vậy. Thế thì thưa anh, trở lại bà Nikki Haley. Trong cái video dài khoảng hơn 3 phút, bà có nói như thế này. Đã đến lúc chúng ta để cho một thế hệ khác. Generation change. Thưa anh, hàm ý ông Biden và ông Donald Trump đi chỗ khác chơi. Anh nghĩ sao, có hỗn không anh? Có hỗn không thưa anh? Xin mời anh. Tôi nghĩ rằng là không có điều gì hỗn cả. Cái lý do rất là dễ hiểu. Tất cả những cuộc thăm dò được thực hiện, cả có thể nói là trong vòng 6 tháng trời vừa qua, đều cho thấy cả hai phía Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, họ đều nghĩ rằng là đã đến lúc cái trách nhiệm hướng dẫn quốc gia cũng như là hướng dẫn đảng là trách nhiệm của những người trẻ. Và thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, thành ra đó là cũng là một trong cái lý do khiến cho bà Nikki Haley có can đảm để mà dựng cái cuộc đua chính trị vào năm 2024. Đừng quên rằng là hiện tại bây giờ ông Biden đã 80 tuổi. Đừng quên rằng là hiện tại bây giờ ông Donald Trump cũng đã 70 mấy tuổi rồi. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tất cả những cuộc thăm dò chúng tôi xin phép được nhắc lại, họ đều bảo rằng là trách nhiệm hai ông coi như đã xong. Hai ông đã có làm tròn cái trách nhiệm của mình mà lịch sử giao phó. Bây giờ đã đến lúc cả hai ông phải nhường bước cho những người trẻ tuổi hơn. Trong những người trẻ đó thì có những ai, thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, là có bà Nikki Haley, bà cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina, bà cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, và năm nay bà mới có 51 tuổi, thưa với anh Đỗ Dũng. Cũng trong cái gọi là cái video này của bà, cái lời cuối trước khi bà nói I am Nikki Haley, I'm running for president, bà nói tôi không có thích đánh đấm, nhưng mà nếu mà tôi đá lại đó đau lắm vì tôi mang quốc cao gót.
thưa anh, nghe giống giống ông Trump, liệu cái này có đụng chạm tới ông Trump không ạ? Ông Trump trước đây ra tranh cử là cũng dùng một cái ngôn ngữ gọi là đấm đá vậy đó. Bà này thấy ngạc nhiên quá. Tôi là phụ nữ nhưng mà tôi không ngại đấm đá. Anh nghĩ sao về cái tuyên bố là tôi mang quốc cao gót, tôi đá lại đầu lắm đó nha. Xin mời anh. Tôi nghĩ rằng là cái điều này có lẽ rằng là bà không nói ra, bà không nhắc đến tên ông sếp cũ của bà là ông Donald Trump. Nhưng mà ai cũng có hiểu là dường như là bà nói ông Donald Trump. Trước hết là chúng ta phải để ý thấy là cái lời phát biểu của bà có ba điểm quan trọng. Cái điểm đầu tiên là bà nói là tôi loan báo quyết định là tôi dự cuộc đua chính trị năm 2024 là tranh cử tổng thống. Cái điểm thứ nhì là bà bảo rằng là nên nhớ rằng là tôi chưa bao giờ thua và tôi không ra tranh cử thua. Ý bà muốn nói là tôi sẽ đi cho đến cuối cùng. Và cái điểm thứ ba nữa, bà bảo là đừng có đùa với bà đi quốc cao gót, bà khỏ vào đầu là chết đấy chứ không phải là đùa. Rõ ràng là như vậy. Tôi hiểu rằng là đối với có thể bà có một cái ý nghĩa nào khác, nhưng mà ngay giờ phút này thì hầu như là tất cả những người mà tôi nói chuyện thì họ, kể cả những người của Đảng Dân Chủ hay là của Đảng Cộng Hòa, đều bảo rằng là bà tin là chắc chắn là ông Donald Trump thế nào là cũng có tìm cách để mà bêu xấu bà, nói xấu bà, vân vân và vân vân. Nhưng mà thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, từ cái điểm đó thì ra họ bảo là cái hàm ý của điều này, bà không nhắc đến tên ông sếp cũ, nhưng mà ai cũng hiểu người mà bà muốn ám chỉ đến qua cái lời phát biểu đó chính là ông Donald J. Trump, vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Thưa anh Đỗ Dũng, tại sao bà không nói là tôi đấm vỡ mặt mà bà dùng hai hiu? Tại sao dùng một cái gì đó mà hình như nó có vẻ là mang tính phụ nữ trong này? Thì đúng như anh nói, tôi cũng đồng ý với anh là ám chỉ ông Trump đó. Ông Trump là ông là ngôn ngữ của ông là dữ dội lắm, ông tùm lum la. Hồi trước ông bảo nào là ông Marco Rubio là bà ngón tay bàn tay nhỏ rồi đủ cho đúng là bà ngay quốc cao gót. Tại sao không nói là tôi dùng súng nó bắn hay tôi đấm vào mặt ông ấy giựt cùi trò mà nó dùng gót đàn bà đấy, ý có ý nghĩa trong đây nữa không anh Khánh? Có một cái ý nghĩa khác. Với tôi thì tôi có một cái ý nghĩa khác. Bà bảo rằng là bà muốn đánh tan mọi dư luận. Có nhiều dư luận nói rằng là bà Nikki Haley ra tranh cử với mục đích là để được chọn làm phó tổng thống. Tôi thì tôi không nghĩ rằng là bà ra tranh cử để mà giữ chức phó. Bà ra tranh cử là bởi vì bà tin tưởng là bà chiến thắng. Tôi còn nhớ rằng là trong một cái cuộc họp báo cái điều chỉnh khoảng 3-4 tuần lễ gì đó, anh Đỗ Dũng và tôi có xem mấy cuộc họp báo như là của đài CBS phải không ạ? Thì bà nói sẽ là rõ ràng. Bà bảo là đất nước bây giờ đang gặp những cái khó khăn. Bà nêu ra những cái khó khăn. Và bà nói rằng là đã đến lúc chúng ta cần khuôn mặt mới, cần một cái đầu óc mới, cần một cái chính sách mới, một cái kế hoạch mới. Và bà hỏi, bà tự đặt ra một cái câu hỏi, liệu tôi có phải là cái người có thể đảm đang những cái công, có thể đảm nhiệm những cái công việc đó hay không? Và câu trả lời, cũng tự bà trả lời, bà bảo yes, tôi nghĩ là tôi làm được những cái điều đó, những cái điều mà tôi vừa nói ra. Ngay sau đó thì cái điều đó mọi người đều hiểu rằng là bà muốn bắn tiếng cho hay là bà ra tranh cử tổng thống. Và hôm nay thì bà rõ ràng và loan báo có quyết định là sẽ là một trong những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa để mà dự cuộc đua năm 2024. Có lẽ là cũng phải xin thưa cùng với lại quý vị khán thính giả đây hai điều. Điều thứ nhất là như vậy bà là người thứ nhì của Đảng Cộng Hòa ra tuyên bố tranh cử tổng thống. Nhưng mà chắc chắn là Đảng Cộng Hòa không ngừng ở đây. Tôi nghĩ rằng là phải có được chừng 6-7 người, 6-7 ứng cử viên sẽ dự cuộc đua chính trị sắp đến. Đó là điểm đầu tiên mà tôi muốn trình bày. Cái điểm thứ nhì là bà là người phụ nữ đầu tiên của Đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng là dự cuộc đua cho năm 2024. Tôi không rõ là có một người phụ nữ nào hay không, nhưng mà dự đoán của tôi có lẽ bà là người duy nhất để dự cuộc đua chính trị sắp đến. Thưa anh Đỗ Dũng, biết đâu có Lister Cheney, biết đâu có Marjorie Taylor Greene, hay là Laura Bobet, nhiều lắm anh ơi, nhiều lắm. Trở lại vấn đề này, thực ra là bà không có nói là cần có chính sách mới, mà bà nói là cần có thế hệ mới. Cái thế hệ là cái hàm ý là nói là hai anh kia nói thẳng là hai anh già rồi. Mà tôi đồng ý với anh Khanh là đa số các cuộc thăm dò bảo tôi chán hai ông, làm ơn tránh chỗ khác. Đúng vậy, tất cả bên Mỹ. Ok,
Bây giờ thưa anh, nếu bà Nikki Haley bà vượt qua được cái vòng sơ bộ đúng không? Bà sẽ đại diện Đảng Cộng Hòa. Liệu ông Biden có thối lui không? Tại vì tôi nói thật với anh đó, ông Biden là ông may đao có thể ăn ông Trump chứ còn ông không ăn nổi ai đó. Anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao? Liệu ông Biden có rút lui không? Nếu bà Nikki Haley vượt qua được ông Trump, vượt qua được Ron DeSantis, vượt qua được Mike Pompeo, vượt qua được Mike Pence, vượt qua được Tim Scott, vượt qua tất cả tật, liệu ông Biden có rút lui không? Câu trả lời của tôi là không. Nếu mà ông Biden muốn rút lui thì ông phải rút lui ngay từ giờ phút này. Đến khi mà kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ, ở ít nhất là ở trong những vòng đầu cho người ta thấy là bà Nikki Haley là người được Đảng Cộng Hòa tín nhiệm, thì lúc đó thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, lúc đó chỉ còn là chừng 7-8 tháng trước ngày cuộc bầu cử diễn ra. Lúc đó thì phải thú thật một điều là như thế này. Ông Biden có muốn rút lui thì cũng là quá trễ. Tôi nghĩ rằng là trong thời gian sắp đến, ông Biden có lẽ là chỉ trong vòng 60 ngày nữa thôi, ông Biden có cái quyết định, và cái quyết định đó là quyết định rất là quan trọng. Quan trọng cho cái sự nghiệp chính trị của ông, quan trọng cho Đảng Dân Chủ của ông, và quan trọng cho cả nước Mỹ của ông, là ông có ra tranh cử hay không. Tôi thì tôi tin rằng là ông Biden sẽ tuyên bố là tái ứng cử nhiệm kỳ thứ nhì. Nhưng tôi thú thật với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán giả, tôi thấy cái điều đó không hay cho Đảng Dân Chủ và không hay cho nước Mỹ. Tôi nghĩ rằng là tôi đồng ý với bà Haley và đồng ý với anh Đỗ Dũng. Một thế hệ mới, đó là cái điều mà nước Mỹ đang cần. Và đương nhiên là nước Mỹ rất cần cái điều đó, thưa với anh Đỗ Dũng. À, cách đây 2 ngày ông Biden ông có nói ba cái vụ thăm dò nó có chính xác không? Dạ vâng. Tôi nghĩ là khó lòng lắm. Rồi lát trở lại chuyện đang bây giờ trở lại bên Cộng Hòa. Không biết là bà Cheney, bà Green, bà Bobert, những bà có ra không, không biết. Nếu giả sử có một mình bà Haley mà sắp tới đây gọi là phải tranh cử giữa gọi là bầy sói các loại thể loại như Donald Trump, Marco Rio này, thế giới đàn ông người ta như thế. Vô đó người ta quánh nhau, người ta dùng những cái chiêu, những cái chữ mà chỉ có trong bàn nhậu mới nghe thôi. Liệu bà Nikki Haley, cái guốc của bà có ác đổi với cái tiếng này không anh? Anh nghĩ sao vậy? Tức là bà sẽ lên tranh luận, sẽ là lên báo chí đánh nhau ở một cái giới gọi là, anh nên nhớ rồi, đàn ông trong bàn nhậu là chúng tôi không chừa cái bộ phận nào chúng tôi không đề cập tới đó. Liệu bà có chịu đổi không khí này không anh? Câu trả lời của tôi là tôi thấy là không có lý do gì để mà bà Nikki Haley chùn bước cả. Thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, tôi còn nhớ là ngay từ khi mà bà đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên, nhiệm kỳ thống đốc đầu tiên ở tiểu bang South Carolina, người ta đã nghĩ rằng là bà là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nước Mỹ. Nếu tôi nhớ không lầm thì tờ Time Magazine có một lần đã từng chọn bà là 100 người có ảnh hưởng nhất, không phải là chỉ với nước Mỹ không thôi mà ảnh hưởng toàn cầu. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là nếu mà anh để ý thấy là trong cái thời gian bà làm thống đốc, trước những lần mà bà ra trước quốc hội của tiểu bang South Carolina, bà cũng sẵn sàng đốt chát chứ bà không có ngần ngại. Các ông đừng có tưởng là tôi là phụ nữ thì là tôi phải nhường bước cho các ông, đừng mơ tưởng cái chuyện đó. Và đặc biệt nhất là trong 2 năm trời bà giữ vai trò là thống đốc, là đại sứ Hoa Kỳ ở tại Liên Hiệp Quốc, anh phải thấy rõ ràng là bà không có nhường bất kể một ai. Nên nhớ rằng là bà gặp chuyện Hàn Quốc là bà cũng đốt chát ngay. Gặp những cái chuyện mà với lại Iran, cái chuyện với lại Nga vân vân và vân vân là bà đốt chát ngay tức khắc. Nếu tôi không nhớ, tôi nhớ không lầm thì có lần bà bảo là những quốc gia chẳng hạn như là Nga, Bắc Hàn với lại Iran, họ chẳng bao giờ họ chẳng bao giờ chịu nói chuyện hòa bình cả. Bởi vì cái chữ hòa bình không có trong từ điển của những cái nhà lãnh đạo của những quốc gia đó. Tức là bà rất là cứng rắn, bà đốt chát, nhưng mà bà vẫn giữ được cái quý phái của một người phụ nữ. Đó là cái nhìn của tôi về nhân vật mang tên Nikki Haley, người vừa mới loan báo quyết định sẽ ra tranh cử tổng thống hồi sáng ngày hôm nay, thưa với anh Đỗ Dũng. Câu hỏi chót tranh khanh, trở lại câu chuyện nếu bà Nikki Haley vượt qua được bầy sói, thấy không? Cấu xé. Và
ông Biden rút lui, bảo không, tôi là chờ lại bà này rồi. Liệu nhưng mà câu hỏi bây giờ trễ cũng được đó. Vâng. Tôi tại vì anh biết bây giờ khổ cái là ông Biden đâu có biết cái quả bên kia là ai để mà rút lui. Dạ vâng. Nếu ông rút lui bây giờ rồi ông Trump ra thì sao? Dạ, tội vâng. lớn lắm ạ. Vâng. Ông Trump mà ra mà ông Biden không ra là tội ông Biden cực kỳ lớn với lại vũ trụ dạ, vâng. này anh có biết không? Dạ vâng. Thành ra ông Trump ra phải có ông Biden. Đó. Vâng. Ông Biden đợi. Nếu ông Trump không ra ông Biden rút lui dù trễ trễ vẫn cơ. Câu hỏi chót. Liệu có một cuộc đối đầu giữa Nikki Haley và Kamala Harris hay không? Thưa anh. Câu trả lời là tôi nghĩ là cái chuyện đó xa vời quá thưa. Chứ sao xa vời? Anh coi thường phụ nữ da đen này. Tôi không dám nói là tôi. Được rồi, xin mời anh. Nếu là phụ nữ da đen, tôi nghĩ rằng là cái lý do rất là dễ hiểu là bởi vì bà Kamala Harris có thể là sẽ có cuộc đối đầu đó. Nhưng mà cái thất bại sẽ nghiêng về phía của bà Kamala. Thôi bây giờ tôi không nói thất bại, tôi đang nói có hay không. Vâng. Đó, có hay không, tôi bây giờ chưa biết thất bại. Mà ông Biden, nếu mà ông Biden rút lui vào cái giờ phút chót, thì tôi nghĩ là chỉ còn bà Kamala Harris, đó. Chứ không còn ai nữa. Vì vâng. sao? Nhưng vì mà sao, ông anh? Biden loan báo quyết định trong vòng 60 ngày sắp đến, loan báo rằng là ông không ra tái ứng cử nhiệm kỳ thứ nhì. Thì thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, ở bên đảng Dân Chủ, ngoài bà Kamala Harris ra, còn có nhiều người khác nữa sẽ nhảy vào vòng chiến thử bèn đổ dũng. Lúc đó sao kịp nữa. Vâng. Dạ. Khó tôi, lắm. Tôi khoái có hai bà này vô. Một bà nghĩa là dùng quốc đánh. Còn một bà là gì? Chọn mắt thế này. Ê, nó vui chứ. Anh nếu cái đó lịch sử á. Cái đó là... Hai bà đều có nụ cười tươi như hoa. Vâng. Và nếu điều đó xảy ra thì chắc chắn Mỹ sẽ có nữ tổng thống. Đúng không? Tôi đúng không? Bất luận ai thắng. Dạ, đúng không? Dạ vâng. Còn nếu một bà vào với một ông thì nước Mỹ lại có triển vọng là không có nữ tổng thống nữa. Anh thấy chưa? À, thành ra tôi nói anh nghe là rồi bây giờ vì anh nói vậy thì câu hỏi cuối, nếu hai bà đó thì anh nói bà Nikki Haley thắng đúng không? Vì sao bà thắng? Tôi vâng. Vì tôi sao? Nói vì sao? Không phải là bởi vì là tôi là đảng. Rồi không sao hết, anh khỏi cần vâng. Minh Oan. Bây giờ chị hỏi rất đơn giản, vì sao? Vâng. Tôi trả lời là bởi vì như thế này. Bà Nikki Haley, bà đã có những cái vai trò rất là quan trọng. Vai trò của những người bà đã từng sinh hoạt với lại quốc hội tiểu bang. Bà đã từng làm thống đốc tiểu bang. Trước khi bà lên, bà tham gia chính trường của liên bang, bà đã từng giữ một cái vai trò tương tự như là một vị ngoại trưởng của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Thành ra là tôi nghĩ là bà có đầy đủ kinh nghiệm để bà có thể lãnh đạo quốc gia. Trong khi đó thì phải thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Tôi rất tiếc cho bà Kamala Harris. Tôi phải nói thật một điều như thế này. Ông Biden cần bà Harris để đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên. Nhưng mà trong 2 năm trời vừa rồi, phe của ông Biden lơ là với bà Kamala Harris. Tức là họ, cái trách nhiệm của họ là họ phải grooming cái người đứng phó. Để cái người đứng phó có thể thay thế cho tổng thống bất kỳ lúc nào. Nhưng mà rất tiếc họ không làm cái điều đó. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái đó là cái lỗi của bên ông Biden. Đó là cái lỗi của bên văn phòng của ông Biden. Họ đã không cho bà Kamala Harris một cơ hội. Bà không hướng dẫn cho họ, không hướng dẫn cho bà Harris, không grooming bà Harris để bà trở thành một nhân vật nổi bật trong chính trường như là như là nhân vật mang tên là Nikki Haley. Thành ra đó là cái lý do tại sao tôi tin nếu mà hai bà ra tranh cử, một bà đại diện cho Cộng hòa, một bà đại diện cho Dân chủ, thì tôi tin phần thắng chắc chắn phải nghiêng về phía của bà Nikki Haley, thưa bên Đỗ Dũng. Vâng, trước khi chấm dứt chương trình nhớ cho anh biết luôn tại sao ông Biden không bỏ bà Kamala Harris được, anh biết không? Anh có biết không? Ông sẽ phải chọn bà Kamala Harris. Bởi vì bà đã để cho chồng bà hôn vợ ông Biden, thì chồng bà vợ ông Biden chắc chắn sẽ ủng hộ bà Kamala Harris. Ok. Đúng không? Đúng không? Tôi nói vậy đúng không? Vâng. Tôi nói vậy đúng không? Đấy là bạn bè của tôi theo đảng. Anh hiểu? Hey. Bữa hôm đó. Vâng. Bữa hôm đó là rõ ràng chồng bà Kamala Harris và vợ Biden đó steal the show. Anh công nhận không? Steal the show. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều và cảm ơn quý giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đỗ Dũng và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.
Thank you.